cái chương trình này rất có ý nghĩa đối với các bé. Đây là cái cơ hội để các bé có thể vui chơi trong cái dịp hè, và cũng là một cái cơ hội để cho các bạn masquerade vui chơi với nhau. Anh nghĩ là tháng này là cái tháng mà các bé nghỉ hè, thì là cái thời điểm này rất là tốt để cho hướng dẫn các bé có thể tham gia học viện trường. I think it's fantastic to meet everyone's family, the kids coming together as one family. So very nice. What did you like most about the event? Going on a firefighter. Oh, they love the fire station and the firefighters. Both of them really dressed up. Maybe. From our children, they will be the next generation. So if they don't know from when they're young, it will never be practiced as they grow older. And I'm very proud to be a masterizer and contributing to this. Con được chơi rất nhiều trò chơi ạ. Con ở nhà là con rất là hào hứng, là con nghĩ là con sẽ được chơi rất nhiều trò chơi luôn. Tức là từ khi mà biết công ty mẹ sẽ tổ chức vào ngày hôm nay là 2 tuần liền, là ngày nào con cũng hỏi là mẹ ơi bao giờ con mới được đến Vietovia chơi với công ty mẹ, hỏi miết luôn. Thật ra chị rất là thích những cái hoạt động mà dành cho gia đình, đặc biệt là cho các bé. Tại vì như em biết thì ở Sài Gòn mình thì cũng hiếm chỗ vui chơi cho các bé. Thì khi mà chị nhận được thông tin công ty dẫn các bé đi đến Vietovia thì chị cũng thấy rất là hay. Ở đây cũng có những cái trò chơi cũng rất là phù hợp cho các bé đang tuổi phát triển nữa.